Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về trận lụt lịch sử. Tổng thống Yoon Suk-yeol xin lỗi về sự bất tiện người dân phải chịu đựng vì trận lụt lịch sử ở Seoul và khu vực xung quanh khiến 9 người không qua khỏi, 7 người mất tích. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thay mặt chính phủ xin lỗi những người phải chịu bất tiện, Tổng thống Hàn Quốc nói trong cuộc họp của chính phủ ngày 10 tháng 8 về ứng phó lũ lụt ở Seoul và các khu vực xung quanh. Tại cuộc họp riêng của chính phủ trước đó cùng ngày, ông Yoon chỉ thị quan chức đảm bảo những người yếu thế và dễ bị tổn thương được bảo vệ khỏi thiệt hại do lượng mưa kỷ lục trong tuần này. Những người gặp khó khăn về tài chính hoặc thể chất sẽ dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai, ông nói, đồng thời lưu ý đất nước chỉ an toàn khi những người này được an toàn. Bình luận của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi ông đến thăm căn hộ bán hầm ở Seoul, nơi gia đình 3 người, trong đó có một phụ nữ bị khuyết tật, không qua khỏi trong trận lũ tối mùng 8 tháng 8. Đúng là thời tiết bất thường, nhưng chúng ta không thể gọi thời tiết bất thường như vậy là bất thường nữa. Ông nói và lưu ý những trận mưa như trút nước gần đây là nghiêm trọng nhất kể từ khi dữ liệu về thời tiết bắt đầu được ghi nhận 115 năm trước. Chúng ta có thể thấy các mức kỷ lục mới bất cứ lúc nào và phải phản ứng với những tình huống tệ hơn dự đoán. Ít nhất 9 người đã không qua khỏi, bao gồm 5 người ở Seoul và 7 người mất tích, hơn 2.600 ngôi nhà và tòa nhà, cùng hơn 5.000 ô tô bị ngập trong trận mưa lũ kỷ lục ở thủ đô Hàn Quốc và các khu vực xung quanh đầu tuần này. Phần lớn những ngôi nhà bị ngập đều ở Seoul. Khoảng 570 người từ 398 hộ gia đình, chủ yếu từ vùng đô thị Seoul, đã phải di rời đến các trường học và phòng tập. Thêm 1.253 người từ 724 hộ gia đình trên khắp đất nước đã tạm thời sơ tán.